Xin chào mọi người, tôi là Bạch Lạc. Tôi thừa nhận trước đây tôi đã phạm phải sai lầm và cũng đã chịu phạt. Hiện giờ tôi thực sự rất hối hận bởi vì lỗi sai của tôi đã mang lại rất nhiều phiền phức cho những người bạn ủng hộ, quan tâm tôi. Quý Udo tiên sinh, chỉ vì muốn tôi có được cơ hội tham gia chương trình tuyển chọn. Tôi thật sự sai rồi. Tôi không biết phải làm sao mới có thể bù đắp được sai lầm của tôi phạm phải. Tôi hy vọng mọi người đừng công kích quý tiên sinh. Cũng hy vọng mọi người có thể cho tôi một cơ hội một lần làm lại từ đầu nha. Cầu xin, cảm ơn. Thứ tiếng Anh nhựa này quả nhiên là tài khoản phụ của Bạch Lạc. Cậu, điện thoại của Bạch Lạc. Nguyên chủ là lập trình. Viên đó, tôi đọc được từ ký ức của cậu ta, viết mật mã không phải là rất đơn giản sao? Xem tôi tên mù sao? Mật mã cậu viết, nguyên chủ căn bản không thể viết được. Không chỉ giỏi đầu tư cổ phiếu mà còn là chẳng chết nói là nghề tay trái. Hey, tôi đâu tính ra, chứ chỉ biết sơ sơ thôi. Người mà tôi thích mới gọi là lợi hại. Vài ngày sau, rốt cuộc là con lợn ngu ngốc này chụp cuộc nói chuyện đó ra ngoài chi chứ? Đừng qua đây, đừng có qua đây, các người đang xâm nhập bất hợp pháp vào nhà người khác. Tôi nói cho các người biết, tôi đã báo cảnh sát rồi đó. Tên họ Bạch kia, cậu kinh doanh dịch vụ tang lễ à? Nhìn ngoài cửa xem, nào là sơn đỏ, nào là dòng hoa, giấy tiền, chủ nhà chỉ tiền. Là chi tiền à? Đám nào tàn trên mạng nhiều tiền quá mà. Tôi sẽ dọn dẹp sạch sẽ ngay bây giờ đây. Nhà chúng tôi không chứa nổi đỉnh lưu tương lai cậu. Bây giờ cậu ngay lập tức cuốn gói cút đi cho tôi. Bà già chết tiệt, ý của bà là gì? Không phải chỉ là nộp tiền nhà muộn hoài hôm sao? Lão tử đã ký hợp đồng rồi mà.
ông già khốn kiếp, lớn tuổi như vậy rồi còn tập luyện cơ bắp cũng không sợ dở mạch máu sao? Ma cà rồng nói cái gì hả? Ừ, sao gửi mãi mà không gửi được chứ? Xin lỗi, thuê ba của quý khách còn nợ phí, hãy nạp thêm phí, xin cảm ơn. Cũng may gần đây có nơi có miễn phí. Vậy mà lại chặn tôi. Còn muốn tôi kéo các người vào giới giải trí nằm mơ đi. Ông chủ cho hai lòng bánh bao. 10 tệ một lòng. Xin lỗi, không thể thanh toán. Số tài khoản này không đủ. Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy sói ca gặp khó khăn bao giờ sao? Đồ thần kinh. Đói quá. Em gái nhỏ. Anh thấy em nên giảm béo rồi. Ừ, đồ khốn, còn muốn cướp bánh bao của ta. Ấy, mang mang, sao con lại đánh người ta? Xin lỗi, trẻ nhỏ không hiểu chuyện. Anh không sao chứ? Ba, anh ta muốn cướp bánh bao của con. Ba mẹ mua cho con cái khác đi. Hả? Mau nhìn xem, người bị đứa trẻ đó đánh là Bạch Lạc phải không? Hình như thật sự là anh ta rồi. Hả? Tôi đã quay lại toàn bộ rồi. Anh ta thật sự định cướp bánh bao của đứa nhỏ. Thật là quỷ hoại tam quan. Sao lại lội người như vậy chứ? Người đẹp, thứ cô quay được có thể bán cho tôi. Tôi là ký giả của nhật báo Lục Quả. Đây là thẻ công tác của tôi. Một đám ngu ngốc chỉ biết chèn ép người khác. Đợi lão tử nổi tiếng rồi thì đến tư cách quỳ xuống liếm. Các ngươi cũng không có cơ hội đâu.
Đứng lại. À, đau, đau, đau. Bắt nạt con gái người ta xong rồi muốn bỏ chạy sao? Rõ ràng là con gái anh ức hiếp tôi. Phải tìm một nơi có miễn phí thôi. Nhờ quý Udo mềm lòng liên hệ với mình thì mình có thể trở về đóng phim rồi. Cũng may cuộc hội thoại hôm đó bị lộ ra không có nội dung mình chứ. Quý Udo, Bạch Lạc. Là ai đánh anh thành như vậy? Tiểu Quý, em đừng lớn tiếng như vậy, nhỡ bị người ta thấy em và anh ở chung nhau. Sau khi nghe nói anh bị, tôi đã tìm anh khắp nơi rồi. Vì để chuyển hướng dư luận khỏi tôi, anh đã đăng video xin lỗi, lại tự làm lộ đoạn hồi. Anh đã đăng video xin lỗi, lại tự làm lộ đoạn hội thoại đó. Tên ngu si này vậy mà lại tự nghĩ ra lý do tại sao lại bị lộ hội thoại nói chuyện đó, không cần mình lừa nữa. Anh chỉ không muốn thấy em bị người khác công kích mà thôi. Bạch Lạc, đi tới bệnh viện. Dám tổn thương người của tôi sẽ khiến hắn phải trả giá. Chỉ cần quý Udo còn quan tâm mình thì dù bị cả thế giới ghét bỏ thì sao chứ. Quý tiên sinh, tôi thấy tốt nhất ngài nên xem cái này trước. Có một số người ngài xem họ là người của mình, nhưng họ lại không hề nghĩ như vậy đâu. Lão già khốn kiếp này có ý gì? Mình lại bị đổ ra thứ gì sao? Đống Tử Phi, cậu sớm không tiết lộ, muộn không tiết lộ, lại cứ phải chọn lúc này để lôi chuyện 5 triệu ra. Hóa ra trong lòng em, anh lại chẳng bằng một người lạ.
Không phải như vậy, 5 triệu đó là quỹ cứu trợ chị em khó khăn lắm mới xây sở được. Bỏ đi, sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa. Bỏ lỡ lần ghép tim này thì anh cũng không còn thời gian đợi tới lần kế tiếp được nữa. Anh cũng không muốn em vì anh mà khó xử. Bạch Lạc, anh đừng như vậy. Sao em có thể trơ mắt đứng nhìn anh chết chứ? Tiểu quý, đồng tử phi du quan cho anh, hắn không có chứng cứ. Hắn nhất định là biết em và anh nên mới thoát vốn, từ bỏ đầu tư vào ngành điện ảnh và tác phẩm của Lục Tiểu Ninh. Vậy nên mới đăng bài lên báo thù anh. Hắn muốn ly gián tình cảm của chúng ta. Cũng không phải là không có chứng cứ. Quý tiên sinh, ngài xem cái này. Xin lỗi, vừa rồi chợt tay ấn nhầm nút đăng. Nhưng Đổng Tử Phi, tôi không phải là người đăng bài mà không chứng cứ. Thấy nổi mà hai lời, mời xem video với đây. Tên lừa đảo chết tiệt, cần ghép tim mới có thể duy trì mạng sống mà sao ngươi chạy nhanh thế? Tiền đâu? Tiền lừa được từ em trai của tôi đâu? Chị hay là chị đưa tôi thêm 50.000 tệ, tôi nhất định thắng được hết số tiền đó rồi về. Đừng đánh nữa. Một tuần, chỉ một tuần, tôi bảo đảm sẽ trả lại 5 triệu tiền cứu trợ cho chị. Làm sao đây? Hay là nói đây là do ghép mặt chỉnh sửa? Không được, trò này quá khoa trương, quý Udo sẽ không tin đâu. Vậy nên lúc đầu tôi phát hiện anh bị đánh là anh vì muốn tôi giúp anh trả tiền nên mới diễn khổ nhục kế. Không phải, tiểu quý, em nghe anh giải thích đi. Anh còn muốn lừa tôi sao? Cậu có ý gì? Ngay từ đầu anh nói 5 triệu là anh giúp người ta đầu tư thất bại phải bù lại thua lỗ, sau đó anh lại lộ thân phận. Tôi cho anh cơ hội để nói thật, anh lại nói với tôi 5 triệu đó anh cho em trai anh sang nước ngoài. Nói cứ là như hại chết cha mẹ cậu không bằng vậy. Rõ ràng là ba mẹ cậu vì muốn giảm án phạt cho cậu mà chạy khắp nơi xây sở tiền rồi bị xe đụng chết, chẳng liên quan gì tới tôi cả.
hết lần này đến lần khác, tôi tha thứ cho anh. Anh lại hết lần này đến lần khác lừa tôi. Cốt cuộc, anh lấy tự tin ở đâu ra mà cảm thấy quý Udo, tôi không thể rời khỏi anh sao? Không phải, không phải, tôi không có ý đó. Sau mỗi lần, cậu đều có thể tìm lý do ngụy biện cho bản thân vậy. Cậu ngã, cậu lại trách tôi là tôi làm cậu ngã. Không phải, không phải, tôi không có ý đó. Anh thật khiến người khác chia ghê tởm. Sau này, cút càng xa tôi càng tốt, đừng để tôi nhìn thấy anh. Cậu vẫn khiến người khác ghê tởm như vậy. Sau này, cút càng xa tôi càng tốt. Tiểu quý, đừng đi, đừng rời xa anh. Anh sẽ thay đổi, chỉ xin em đừng rời anh. Chuyện gì anh cũng nguyện làm mà. Buông ra. Không buông là chết cũng không buông. Nếu cứ để cậu ta đi như vậy thì cái giá mình phải trả, tất cả những thứ bỏ ra thì cậu ta đều vô ích hết. À, đau, đau, đau. Lão già khốn kiếp này tại sao có sức lực lớn như vậy chứ? Tiểu quý, kêu ông ta buông anh ra đi. Tiểu quý, Tiểu quý đô, em còn bước thêm một bước nữa thì anh sẽ nhảy xuống. Dù sao, anh sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Dừng lại rồi, vừa rồi, cậu đánh tôi nặng bao nhiêu, chứng tỏ trong lòng cậu cho quan trọng bấy nhiêu. Quả nhiên, cậu không nhẫn tâm nhìn tôi chết. Đột nhiên lại đi thêm bước nữa là ý gì? Thăm dò mình có thực sự sẽ nhảy hay không sao? Ừ, không phải là đang đấu tranh tư tưởng chứ? Tôi không tin, tôi làm ra bộ dạng thật sự muốn nhảy xuống, cậu lại không tới cản tôi. Khi cậu sợ hãi sẽ vĩnh viễn mất đi tôi, giới hạn của cậu sẽ bị kéo thấp vô biên. Chết tiệt, sắp nhảy rồi, sắp nhảy rồi. Quý tổng giỏi quá. Cậu nhỏ tiếng chút, bị anh ta nghe thấy sẽ không nhảy nữa đâu. Tôi cảm thấy anh ta đã nghe thấy rồi. Ai da, tai thính như vậy sao? Là tiếng của anh quá lớn, kêu anh nhỏ tiếng thôi mà. Tôi đã rất nhỏ tiếng rồi. Anh xem đó là nhỏ tiếng sao? Tên họ Bạch ngơ luôn rồi,
Chắc chắn không ngờ bản thân sẽ có ngày hôm nay. Ngươi, các ngươi cùng nhau chỉnh ta. Sao chỉ anh mới có thể cướp tất cả của tôi, ép tôi nhảy sông tự sát, khoe khoang kỹ năng điều giáo của anh? Tôi lại không thể gọi bạn của tôi tới xem tôi điều giáo anh sao? Tôi chỉ là lợi dụng anh, bua tôi, bua lại anh mà thôi. Lẽ nào anh cho rằng tôi sẽ lấy đức báo ân sao? Anh xứng sao? Không thể nào, tôi không tin cậu lừa tôi. Buông ra!